Welcome to come back Zalivet Channel. Nice to meet you. Hôm nay mình xin phép được review một gia đình chó rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là gia đình Kim Chi Củ Cải. Đây là hình ảnh đáng yêu mà bác Nô là người chủ của Kim Chi Củ Cải chụp khi về quê. Đàn con chút chít ngủ ngon lành luôn. Bác Nô cho nó vô trong cái củi à. Cái lồng chó, cái củi chó giống như là cái nôi á. Cái nôi đi. Nó nằm ngửa, tại vì chó con mà. Thì nó có biết gì đâu. Nó nằm nghiêng, nằm ngã, nằm ngửa. Nhìn thấy cười quá à. Mà dễ thương, đáng yêu ha. Con nào cũng trộm vía hết trơn á. Sổ sữa, mập. Nhìn rất là đáng yêu ha. Bác Nô thì đang nấu ăn với nhà bếp, nhưng mà thấy mấy con chó chút chít cơ đàn chút chít của mình nó nằm nghiêng nằm ngửa mắc cười quá, nên bác Nô lắm mới lên quay để ghi lại những cái kỷ niệm của đàn chút chít. Bác Nô mát tay lắm các bạn, mát tay lắm, nuôi đàn nào đàn ấy nhìn bụ bẩm. Bao nhiêu người chủ thương yêu động vật cũng đã rước các em về để mà nuôi. Kim Chi thì sổ sữa ha. Bác cha bác Nô thì chăm sóc kỹ. Anh ngủ. Nha, bú no hết rồi đó. Bú sữa mẹ no quá trời no rồi đó. Cho nên nằm ngủ. Lúc này đã có cà rốt rồi nha các bạn. Cà rốt lắc khất á, đang lơ mơ đó. Mơ về nơi xa lắm. Ngủ á, ngủ mơ mơ màng màng á, nhưng mà nghe bác Nô kêu gọi thì cũng dậy quất đuôi. Không biết cái làm nên được trời trống thì chăm em giùm cho ba mẹ, phụ ba mẹ không biết nữa. Đó. Cái nào anh đi lầm chậm, lững chững rồi đó. Giống như em bé tập đi vậy đó. Kim Chi có vẻ là trầm cảm sau sinh. Cảm thấy muốn cào. Chắc có chút trầm cảm cũng giống như con người mình sanh đẻ, cũng có một chút ảnh hưởng rối loạn nhẹ, ảnh hưởng buồn vui sâu xanh. Thì con chó nó cũng là động vật mà. Bây giờ làm mẹ bỉm sữa rồi. Nói vậy chứ mà cũng để mấy lứa rồi đó. Dòng Labrador là các bạn biết rồi, nó khôn lắm. Khôn lắm. Thông minh. Labrador thì khôn lắm. Kim Chi nhìn thấy bác Nô quay phim. Thế là Kim Chi nhìn. Còn xa rồi, một anh này ú na ú nằng mà đói bụng nữa rồi. Đói rồi. Đói bú rồi đó. Rồi, bác Nô ẩm từng em puppy tới cho mẹ Kim Chi cho bú. Chứ bây giờ các em nó đói rồi. Có đứa thì còn đang ngủ ngon lành say sưa, đang say giấc nồng. Một giấc nồng say. Nhưng cũng có con là bắt đầu đói rồi đó. Bay mùi sữa mẹ rồi đó. Bắt đầu bò tới nấm vú rồi đó. Cũng hay ha. Cái đó là giống như là cái bản năng. Sữa, quá trời sữa luôn. Bác Nô nuôi kỹ lắm. Mình thấy mấy cái clip bác Nô quay, ăn uống không khác gì mà chăm mẹ bầu, mẹ đẻ trơn á. Vợ đẻ đó. Rồi bú no nê hết rồi đó. Thế này trời trên ban công sân thượng trời nắng các bạn ạ. Trời nắng, bác Nô cho đàn chút chít ra phơi nắng. Và em Bobby này có một vị trí nằm cực đẹp. Rất là gọi là gì? Thời thượng. Sang chảnh.
Con nào con nấy u nu, u na, u nằng, cưng ghê luôn đó. Còn cái anh này sao nữa rồi? Bộ đói hay sao mà đi ra là mò vú mẹ bú rồi. Quá trời trời cưng luôn á. Sổ sữa ha. Trộm vía ghê luôn. Đói thì bú, nắng thì phơi. Coi như mắt còn chưa mở nữa mà. Chỉ có chủ là cực thôi. Chủ canh nắng xem có chừng có mực rồi bao nhiêu phút đó thì đem vô, mang từng em vô chăm chăm chó mà còn như chăm hơn chăm con nữa. Chứ cho vô cái ghế, cái nôi cưng quá ha. Bác Nô đang chuẩn bị cắn cắt móng tay móng chân cho các đàn chút chích. Thế vịn nó thôi, vịn vịn lại là cắt móng tay móng chân nó thôi. Chứ nó có móng rồi đó các bạn. Thì đó, cắt từng em cái đàn này thì Kim Chi đẻ cũng mắng đẻ ha các bạn. Đẻ được 8 con. Em nào cũng trộm vía, em nào cũng sổ sữa, đều rất là cưng. À, mở mắt rồi, mở mắt rồi. Gái hả? Gái, gái. Con gái là con cái. Cắt móng thôi, cắt móng thôi. Để bắt nô cắt móng nha. Rồi cắt từng em thôi, 8 em. Em này là còi nhất trong bầy đó. Mà nhìn cũng uống quá ha. Thì nó không thể nào nó đều hết 100% đâu. Tại vì mình để đông để nhiều mà. Thì con người cũng vậy thôi. Mà huống chi mà con Kim Chi nó đẻ tới 8 đứa thì đương nhiên là cũng phải có một đứa nó sẽ cái tỷ lệ đồng đều ở một cái tỷ lệ nào đó, chứ không thể nào mà hoàn toàn hết ha, 100% đồng đều như nhau. Nhưng mà phải thành công rồi. Ôi cha lé rồi. Mắt em có lé không? Mà em liếc liếc vậy, mắt mại mại con đậu con bay nhỉ? Mắt lé, mắt lé, mắt con mắt mại, mắt mại. Con đậu con bay trời. Bác Nô bỏ vô trong một cái thao cân một phát luôn. Gần 20kg hả? Sao buồn vậy? Ánh mắt mơ huyền mờ. Cũng đáng yêu thôi các bạn. Kim Chi nó ngủ á. Kim Chi mẹ ngủ, chút chiếc đang ngủ, mẹ ngủ con ngủ. Chị coi bác Nô là cực thôi, bác Nô chăm bà đẻ mà. Đó coi, để nấu một nồi cháo đầy dinh dưỡng luôn để cho mẹ nó ăn, nó có sữa cho con bú. Wow, nghe lời nghe bác Nô kêu kìa. Bác Nô kêu xong là dậy kìa. Kêu chút chích là dậy kìa. Nhận nó nhận diện được tiếng chủ rồi đó. Không ha. Con gì cũng vậy các bạn, phải huấn luyện nhưng mà phải mất một thời gian. Cái thứ nhất là mình có phương pháp kỹ năng, cái thứ hai là phải kiên nhẫn, và cái thứ ba là con thì cũng có con chậm con nhanh, chứ đâu có thể nào mà mình huấn luyện một tuần hai tuần là xong đâu. Đâu có, nó phải hình thành một cái phản xạ
có điều kiện, rồi bắt đầu nó quen từ từ rồi nó quen dần theo thời gian. À hôm nay lỡ là 30 ngày tuổi rồi đó, mắt đồ đó ha, to tròn hết rồi. Em này hồi xưa là mới đẻ ra là nặng nhất, nặng ký nhất á. Nhưng mà sau một thời gian thì chắc có lẽ là ăn không lại mấy con kia, cho nên là ký nó lùi lại so với những em kia. Bà này bắt nô nó nặng lắm, béo nặng lắm, mập u á. Để coi nhiêu, 2 kg hả? À 201. Con này là con đực hả các bạn? Anh đứng chưa có vững á, anh đực anh đứng chưa có vững á. Dạ, bám. Coi đây, bà Kim Chi bà nằm trên kia, bà mơ màng màng, bà hưởng thụ, bà nằm ngửa ra. Bà nằm ngửa rồi bà dòm ở dưới, bà dòm coi thử bắt nô làm gì. Trần trần mất. Em cái này sao rồi? Nhập nói vậy mà cũng được 2 kg chứ hả? Trơn quá. Ừ, nặng nhất kìa. Đấy rồi hả? 2 cân 1 à? 2 cân 2. Ồ, vậy 2 cân 3 luôn. Ồ, mập nhất rồi đó. Con này là mập nhất bầy đó. Trời, mẹ đang nằm trên kia vậy mà nó bay bù sữa. Nó thấy mẹ là nó bò lên bú kìa. 2 con kìa, 2 cân này chuồng kìa. Hay ghê không? Cũng hay chứ hen. Anh này sao rồi? Đực này sao cũng mập lũ này. Để chắc được 2 kg 2 cái 1. Ồ, 2 cân 3 luôn. Ồ. Bắt nô cho các bé ăn dặm nè các bạn. Ăn dặm. Em quan trọng là đưa vào từng vị trí một, huấn luyện ngay từ đầu, tập cho nó các phản xạ có điều kiện, cho nó quen dần và từ từ huấn luyện nó. Tại vì cái dòng này về cơ bản đặc trưng là nó đã thông minh, con ít con nhiều thì còn lại là cái vấn đề là sự kiên nhẫn, huấn luyện, tập luyện cho nó, rồi theo thời gian nó quen dần. Phải mất thời gian á, chứ không phải mà đơn giản đâu. Cái gì cũng vậy chứ đâu phải mà ngày 1, ngày 2 đâu. Kiên nhẫn ghê lắm chứ. 1 em, 2 em, 3 em. Chà, cái em thứ nhất, em thứ hai, em thứ ba đứng chểm chuệ ghê ta, đứng cái dáng bầm sư ghê ta. Ăn cái bụng kìa, ăn tròn luôn á.
là cháo Bắc Nô làm ngon lắm. Anh mà anh liên tù tì, anh say mê sạch thành xanh luôn cái kìa. Rồi cho tiếp lượt thứ hai, bốn em còn lại. Lượt đầu tiên Bắc Nô cho bốn em ăn, và lượt thứ hai bốn em còn lại chia làm hai lần. Em ngoan quá. Tai của Cải thì trước là bị sưng húp lên, nhưng mà giờ thấy là cũng là cũng nó cũng sưng húp phồng lên, nhưng mà giờ thấy cũng mấy đòn nó cũng xẹp lại rồi, khả năng là cũng sắp quay trở lại thôi. Anh sao anh ngủ như làm gì vậy? Chút chít. Mình cái này nói chuyện sẽ khoảng 10 phút là mình sẽ dừng nha mọi người nhá. Không lại bị bật ra đấy, rất là bực mình luôn. Nó ảnh hưởng đến kênh rất là lớn luôn đấy. Trước kênh mỗi video ra 5-6-700 nghìn được xem, mà giờ toàn có 2-300 nghìn thôi. Từ khi cái hôm gọi là livestream bị lỗi 3 lần đấy. Hôm nay là đi tập bơi. Kim Chi dẫn con đi bơi. Rồi Kim Chi tập bơi cho con nè. 2, 4, 6, 8 em ha. Em nào em nấy như một đàn heo con. Rồi Bắc Nô luyện một cái đồ chơi ở xa để cho Kim Chi ra giữa hồ và đàn chú chích trên này nhìn thấy mẹ, nhìn thấy mẹ bơi, để cho trong nó hình thành một cái đầu là mẹ mình đang xuống nước, mặc dù dĩ nhiên nó chưa quen rồi, cho nên mới đi học bơi đây. Nó mới mà làm sao nó biết bơi được. Đó, thì giờ Kim Chi là giống như đang mệt, đang mà thầy dạy bơi á, mẹ dạy bơi á. Thấy mẹ đi vô bờ thì mừng. Kim Chi khó lên bờ ha, cái bờ nó hơi cao, cái dốc nó hơi cao. Chưa biết lên bằng cách nào. Đàn chú chích thì mừng, thấy mẹ thì mừng, nhưng mà chưa biết xuống ra sao hết, tại vì còn thấy lạ lẫm quá, phải cần thời gian huấn luyện. Củ cải củ cải mập gì đâu, ba củ cải mập quá trời mập luôn á. Rồi Kim Chi đi lượt thứ hai, lần thứ hai Kim Chi là rất là thích nước. Tranh thủ bốn mía, đói quá. Bơi thì chưa bơi, vận động thì chưa vận động, mà thấy vú mẹ là cứ sắp chưa thôi. Sức bật nhanh á, à, mạnh á. Đó, xuống thấy nước ha, xuống chụp liền. Má anh cũng... đang gọi đang chú chích. Lần thứ ba Kim Chi rất là thích nước. Chưa ném bóng quả bóng là đã đi tìm ở giữa sân rồi, đã đi tìm giữa hồ rồi. Kim Chi rất là thích nước. Nào về quê là Bắc Nô cũng rất là cực và vất vả với Kim Chi và củ cải, phải đi tắm tụi nó. Ở nó xuống cái hồ sau nhà dơ lắm. Bây giờ Bắc Nô phải thả từng cặp tụi nó xuống thôi, 8 con thì thả 4 lần. Bây giờ nó nặng quá thì cầm 4 lần thả xuống. Phải tập cho nó phản xạ có điều kiện thôi. Chứ đùng một phát làm sao nó biết bơi được. Kim Chi thì giỏi quá rồi, Kim Chi thì bơi giỏi quá rồi. Kim Chi rất là thích nước mà.
anh thấy nước là giống như cá với nước gì đó. Đây. Nào, chúng ta đi bơi thôi. Bác Nô phải thả từng em xuống nước để nó cho nó tập bơi. Bơi chó đó các bạn. Mình đi bơi hồ á, như mình đây nè, mình đi bơi hồ mà mình bơi không được thì mình bơi chó các bạn, cào 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 là trúng đó. Cứ lấy hai cái tay cào cào, có nhiều người họ bơi cào 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 cũng vô bờ được. Với điều kiện là phải thoải mái, đừng có gồng và ấy thì nó sẽ nặng, nó chìm thôi. Chứ còn nếu như mà bơi mình biết bơi sơ sơ rồi, không bơi ếch, không bơi bướm, không bơi sải á, thì chúng ta sẽ bơi chó. Đó là cái cách bơi gọi là bơi bơi chó đó các bạn. Bác Cải đang bác Nô đang huấn luyện. Bác Nô đang huấn luyện đàn chút chích đi bơi. Củ Cải thì bơi quá xiềng giỏi rồi. Bác Nô chọn bờ sông đâu đẹp quá ta, cái ao ở đâu mà đẹp quá. Bờ điều có cái là cái bờ hơi cao. Cái bờ này cao thì cái đàn con nó bò lên hơi khó. Nó bò lên bờ hơi khó. Mình phải bế nó lên. Thời gian bơi đã đủ. Bây giờ bác Nô chuẩn bị sẽ lau cho tụi nó cho khô, như đã bị cảm. Đàn chút chích tranh thủ bố mẹ ăn chút ha. Củ Cải bơi không bao nhiêu mà thở quá trời thở luôn à. À, thấy mẹ lên mừng quá. Thấy mẹ lên là lo tới là vú bụng với mẹ bú liền. Hai em kia lên cái chậu dễ thương quá. Bác Nô thả tiếp hai em chút chích đi bơi, tập bơi cho nó đó. Hai em nữa, bốn em chút chích. Sáu em chút chích, còn hai em ở trong cái bồn đất nữa nè. Rồi, bế em, bế nốt em cuối cùng luôn.
8 em chút chiếc. Tại vì tụi nó chưa có thích bơi, mới tập bơi, thành ra là bơi xong mà gần bờ một cái là con nào cũng cào cào muốn vô bờ lại hết trơn á. Một đám lo nho chuẩn bị lên bờ đây. À, hai em bên này cung à, bờ đại lên bên này mà leo lên được, còn mấy em kia là chắc phải bế lên rồi chứ nó tự lên không được. Rồi bế lên nó tập bơi chắc bữa nay như bơi nhiều đó được rồi chứ gì, bơi nhiều quá nó cảm. Cưng ghê con này, con lấy tròn do à, uống nu uống na. cái con mini này nó bơi kỳ quá vậy, cái con puppy này sao nó bơi kỳ quá, nó giống cào giống qua nó quá vậy, sao nó bơi giống con củ cải quá vậy, nó không biết bơi á, nó chưa biết bơi cho nên hai cái chân nó là nó cứ để ở trên dơ trên mặt nước á, vỗ bạch vậy đó. Có Kim Chi á, Kim Chi bơi chuyên nghiệp nè, Kim Chi bơi rất là đẹp, háo nước. À, lên rồi đó. Giống một đàn lợn con trắng phâu. Chi thì chỉ gặp nước là chỉ có muốn ăn xuống nước thôi chứ không muốn lên bờ luôn đó. Rồi có một em trượt chân ngã dưới hồ rồi. Bò lên lại. Bò lên. Chị Kim Chi khôn ghê luôn á. Khôn thiệt luôn á. Thấy con nó ngã cái này anh tới dồn. Trời ơi, cả đám bu vô vú mẹ bú. Liện á, bắt nô liện á thì liện cho củ cải. Mà Kim Chi đang cho con bú mà thấy banh liện ngoài hồ thì phi ra đi tìm. Bó tay luôn á. Đam mê rồi. Đam mê bơi lội rồi. Rồi tìm được rồi, hồi nãy giờ có một mình á, có một mình Kim Chi tìm không á. Xuống nước có một mình chỉ là đam mê nước thôi đó. Chưa chịu đứng một chỗ nữa, chắc bộ muốn xuống nước bơi nữa quá. Rồi nhảy đi nữa rồi. Bởi vậy mỗi lần về quê là bắt nô rất là cực. Cứ nhảy xuống ao, vừa mới tắm xong là nhảy xuống ao. Ngày tắm mấy bận nổi sảy luôn á. Rồi bây giờ bắt nô lau người khô cho cả đám tụi đó 8 đứa chứ không về là bị cảm. Nhưng mà thời gian mà di chuyển đi ra cái hồ này đâu phải mà lúc nào cũng tiện đâu. Lau cho 8 em luôn, chăm nó còn hơn chăm con nữa. Bác nô rất là yêu thương động vật. Bác nô chăm Kim Chi, củ cải và cà rốt là thấy rồi đó. Ba đàn chút chít nữa. Bây giờ là em nào em nấy là được về, được các chủ thương yêu nhận về nuôi hết rồi. Cưng ghê chưa. Ở trong cái củi chó nè. Chó con rất là ồn ào. Nhốt quá trì đồ ra. Đồ đi phơi nắng, đồ đi chơi. Đâu có ở yên một chỗ, miệng thì la ôm sồm. Kim Chi nhìn đàn con ngủ ngon, nằm chồng chéo 8 đứa ú na ú nần như con heo. Ngủ thì ngã nghiêng ngã ngửa. Cưng ghê á. Trộm vía. Sổ sữa. Cải khôn ha, cải đứng lên phơi nắng kìa.
chạy đứng trên cầu thang, đứng trên sân thượng nè, mặt ghê chưa. Bác Nô nói là nhiều người nói cãi ốm, ốm đâu mà ốm, bác Nô nói ba ngắn đó mà ốm, thì ngủ đó mà ốm gì. Nhìn cưng ha, đáng yêu làm sao.